Tôi nói lại cái này. Tôi nói lại rồi. Rồi, nãy giờ nói về cái sự phân biệt xung ha, ảnh hưởng đến sắc ha. Nói về các loại tán sắc thì nó có ba loại tán sắc, là tán sắc mốt, tán sắc sắc thải và tán sắc phân cực mốt, đúng không? Rồi, vì vậy thì tôi sẽ dùng cái slide, cái slide mà chúng ta đang có thì nói về tán sắc mốt nó mà không có rõ lắm. 168 chỉ ghi cái hình ảnh thì công thức thôi. Thì tôi mượn cái slide không có tiền người hẹn ở đây thì tôi nói về hiện tượng tán sắc mốt nha. Rồi, các bạn thấy cái hình chưa? Rồi, như vậy thì tán sắc mốt là cái gì? Tại sao nó có hiện tượng tán sắc mốt này? Rồi, các bạn nhìn trên hình này ha, đây là sợi quang SI. Sợi quang SI là sợi quang có cái nó bị lỗi, nó cái chiết xuất ở lỗi là không thay đổi. Như vậy thì chúng ta nhìn trong sợi quang, chúng thấy sợi quang ở đây nói sợi quang tán sắc mốt ha, thì định nghĩa thế nào là mốt sóng, cái nào là mốt, thì nó sẽ có hai cái định nghĩa nha. Cái định nghĩa thứ nhất, tôi dùng cái định nghĩa dễ trước ha, thì tán sắc mốt được hiểu là một tia sáng, và một cái mốt sóng là một tia sáng, loại một cái mốt sóng là một tia sáng. Sợi quang đa mốt là sợi quang truyền được nhiều tia sáng trong sợi quang. Nếu ta trong sợi quang nó có nhiều tia sáng truyền trong sợi quang thì sợi quang đó là sợi quang đa mốt. Sợi quang đơn mốt là sợi quang chỉ truyền một tia sáng, là sợi quang đơn mốt. Thì vậy thì tán sắc mốt là gì? Tán sắc mốt là tán sắc xảy ra trong sợi quang đa mốt do có nhiều tia sáng truyền trong sợi quang. Đây gọi là tán sắc mốt. Vậy thì tại sao trong sợi quang có nhiều tia sáng thì truyền trong sợi quang thì nó lại gây nên tán sắc? Và tán sắc nó sẽ là như thế nào? Đó, thì chúng ta sẽ dùng cái slide này tôi phân tích. Được chưa? Chúng ta thấy rằng cái gì? Sợi quang, chúng ta dùng sợi SI ha, thì chúng ta nhìn trên cái slide chúng ta thấy có 3 tia sáng truyền trong sợi quang. Tia sáng thứ 1, tia sáng số 2, tia sáng số 3. Trong đó tia thứ nhất là nó truyền thẳng, thành ra cái quãng đường truyền nó là ngắn nhất. Tia thứ hai là cái góc tới alpha này, nó sẽ lớn hơn cái alpha 1 và lớn hơn 0, thì quãng đường truyền nó xa hơn. Tia số 3 này quãng đường truyền nó càng xa hơn nữa. Như vậy thì trong một tia sáng có nhiều tia sáng và mỗi tia truyền đi với một quãng đường khác nhau. Đó là cái nhận định đầu tiên. Nhận định thứ hai là gì? Vận tốc bằng nhau. Nha, tại sao vận tốc bằng nhau? Tại vì cái chiết xuất của lõi sợi quang nó sẽ bằng nhau. Mà chiết xuất của lõi sợi quang bằng nhau thì dẫn đến là vận tốc bằng nhau. Tại vì chúng ta có công thức là vận tốc ánh sáng truyền trong cái môi trường bất kỳ thì bằng C chia cho N. N là chiết xuất của sợi quang. Như vậy thì chiết xuất trong lõi sợi quang bằng nhau thì cái vận tốc truyền nó sẽ bằng nhau. Rồi. Từ hai cái này mới suy ra là gì? Nếu quãng đường truyền khác nhau, vận tốc truyền bằng nhau thì cái thời gian truyền sẽ khác nhau. Chúng ta có công thức là S bằng V nhân T, đúng không? Quãng đường truyền bằng vận tốc nhân với thời gian. S bằng V nhân T. Như vậy thì T thì sẽ bằng S chia cho V. S khác nhau, V bằng nhau thì thời gian nó sẽ khác nhau. Thì điều đó dẫn đến cái gì? Khi chúng ta có một tia sáng trong truyền, chúng ta có ba tia sáng này chúng ta truyền trong sợi quang, nếu chúng ta phát đi cùng một lúc thì nó dẫn đến là khi nó truyền tới cuối sợi quang thì các tia sáng này nó sẽ đến cuối sợi quang ở những cái thời điểm khác nhau. Như vậy tia số 1 này nó sẽ truyền quãng đường ngắn nhất, ảnh sẽ tới trước. Tia màu đỏ này ảnh sẽ truyền tới chậm hơn chút. Và tia màu xanh này nó sẽ tới chậm nhất, đúng không? Ba cái tia sáng này sẽ tới cuối sợi quang khác nhau, cho dù ở đầu sợi quang này truyền đi giống nhau.
Như vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? À, cái ảnh hưởng của tán sắc nó sẽ biểu diễn trên cái hình. Các bạn nhìn trên slide đó. Thấy không? Tức là gì? À, ở đầu sẽ quang, khi chúng ta chiếu ánh sáng vào đầu sẽ quang thì chúng ta chiếu một chùm tia sáng chứ chúng ta không chiếu từng tia. Tôi không nói là tôi chiếu một tia rồi tôi chiếu từng tự tia thứ hai thứ ba, không ai làm gì hết và chúng ta không làm được nữa. Người ta chỉ từ cái nguồn sáng người ta phát ánh sáng vào trong sợi quang thôi. Và thì cái ánh sáng mà chiếu trong sợi quang thì nó sẽ có nhiều tia sáng với nhiều cái góc tới khác nhau cùng một lúc. À, thì trong cái hình vẽ này chúng ta thấy là chúng ta cái tia sáng ban đầu là tia tổng này, chúng ta thấy một cái xung vuông này, nhưng bản chất bên trong cái xung vuông này nó sẽ gồm nhiều cái tia sáng nhỏ, mỗi tia truyền đi với một cái góc khác nhau, tức là nó sẽ truyền đi một quãng đường khác nhau. Và hệ quả là gì? À, khi các tia sáng này truyền trong sợi quang thì nó sẽ tới cuối sợi quang ở những cái thời điểm khác nhau, đúng không? À, tia số 1 ngắn nhất ảnh tới trước. À, tia số 2 tia đó thì ảnh dài hơn, ảnh tới sau một xíu. Tia màu xanh là ảnh đi xa nhất thì ảnh tới sau cùng. Ba tia này tới thời điểm cuối sợi quang khác nhau. Như vậy tổng thể nó như thế nào? Đó, thì cái tia tổng các bạn thấy cái hình ở trên cùng là cái hình biểu diễn cái tia tổng của ba tia sáng này. Như vậy thì tia số 1 lên tới trước thì người ta ghi nhận được cái công suất, đo được công suất nhỏ, đúng không? Lúc đó trong thời gian cái T1 này nó chỉ có một tia sáng duy nhất thôi. Khoảng chút xíu thời gian thì mới T thứ hai nó mới tới, khoảng xíu thời gian nữa thì thứ ba nó tới, tức là cái tia sáng nó có công suất tăng dần lên. Và tới cái thời điểm nào đó thì cái tia sáng thứ một nó truyền xong hết rồi thì công suất bắt đầu nó giảm xuống, buộc nó không còn nữa. Hệ quả là gì? À, hệ quả là các cái xung mà ánh sáng cuối cùng mà chúng ta thu được, chúng ta đo được, nó không còn hình dạng vuông vức như ban đầu nữa, và nó sẽ hình bậc thang, hình răng cưa như chúng ta thấy vậy đó, và xung nó sẽ giãn ra, là nó sẽ bị méo, chính là nó gọi là méo dạng á. Xung đang muốn kiền xung vuông mà cuối cùng thu được là xung nó không vuông nữa, nó méo, tức là xung bị méo dạng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc trong sợi quang, đúng không? Thì đó định nghĩa, quay lại định nghĩa tại sao tán sắc là gì. Tán sắc là hiện tượng đưa một cái xung vuông vào đầu sợi quang và chúng ta thu được cái xung ánh sáng rộng hơn ở cuối sợi quang, tán sắc. Và trong cái hình vẽ mà tôi đang minh họa này, cái nguyên nhân gây tán sắc là do cái gì? Do sợi quang nó truyền đi với nhiều mốt sóng trong sợi quang, tức là trong sợi quang nó có nhiều tia sáng mà mỗi tia sáng truyền đi với một cái quãng đường khác nhau, thời gian truyền nó mà nó gây ra cái xung đó là bị méo dạng. Chứ là đó là định nghĩa thế nào là tán sắc. Và như vậy thì ảnh hưởng tán sắc nó sẽ gây lên hiện tượng gì? Nó sẽ gây lên hai hiện tượng tương ứng với hai cái loại tín hiệu chúng ta đang biết á. À, thứ nhất là tín hiệu tương tự. À, tính đối với tín hiệu tương tự thì nó sẽ làm méo dạng tín hiệu. Ví dụ người ta đang truyền xung vuông thì nó sẽ tín hiệu được, nó không còn vuông nữa, nó bị lần cận vậy. À, các bạn để ý ha, đây chúng ta đang nói về cái xung vuông này, nó sẽ gồm có ba cái tia. Thì mở ra tín hiệu ta nó sẽ có những cái tia gợn sóng tình hình bậc thang, đúng không? Thì cộng của ba tia này. Nhưng nếu mà thực tế thì cái tia sáng ngõ vào nó không phải là ba tia mà nó rất rất là nhiều tia. N tia. Cái số lượng nó không phải N, cái số lượng N nó không phải bằng 3 mà nó sẽ rất là hàng trăm hàng ngàn cái tia, đúng không? Thì cái xung thu được ở cuối cùng này nó không phải là hình bậc thang nữa mà nó sẽ là đường liên tục, nó là cái đường cong liên tục, đúng không ạ? Giống như cái hình xin của mình đó, nó là đường cong liên tục. Nếu số lượng tia nó sẽ rất là nhiều, ta hình dung ha. Rồi thì ảnh hưởng đối với tương tự thì nó là tín hiệu là méo dạng tín hiệu.
Còn đối với tín hiệu số thì nó sẽ gây chồng lấp các bit. Giống như hồi nãy tôi có nói qua cái hình trên cái slide kia đó, thì khi chúng ta có sự nới rộng xung là các bit nó sẽ chồng lấp. À, thì cái phần ảnh hưởng của tán sắc, hình dạng tán sắc nó xảy ra thế nào, nó gây ảnh hưởng thế nào, thì như hồi nãy tôi nói đó, chúng ta sẽ dùng cái phần mềm Optic System để chúng ta minh họa nó. Thì cái đó bữa sau, chúng ta có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ dùng phần mềm để tôi cho các bạn thấy là cái tán sắc nó xảy ra ảnh hưởng như thế nào. Nha. Rồi, tôi đã nói tiếp ha. Cái loại tán sắc mà chúng ta thấy hồi nãy gọi là tán sắc mốt và xảy ra trong cái sẽ quan là một. Như vậy thì người ta thấy cái tác hại của nó, tác hại của sẽ quan đa mốt này và tác sắc mốt này, thì người ta mới suy nghĩ làm cách nào để khắc phục nó, để giảm hạn chế nó và triệt nó, để loại bỏ cái tán sắc này đi, hoặc là hạn chế cái ảnh hưởng của tán sắc này đi. Đó là cái ý cái slide thứ tiếp theo này dạ. Nói lạnh mà có đâu xin em đâu lạnh. Vậy thì nguyên nhân trước khi người ta muốn biết là cái lồng phổi ra muốn loại bỏ nó, muốn hạn chế ảnh hưởng của nó, thì chúng ta phải biết nguyên nhân. Đúng không? Trị điều trị và muốn khắc phục nó thì phải biết nguyên nhân trước, thì phải từ cái nguyên nhân đó mà khắc phục được. Thì theo cái hình vẽ hồi nãy chúng ta thấy đó, thì nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc mốt là cái trong sợi quang nó có nhiều tia sáng truyền, trong sợi quang nó sẽ có nhiều tia sáng truyền trong sợi quang đó. Và cái ý hai là cái vận tốc truyền, quãng đường truyền, đúng không, do nó có nhiều tia sáng truyền trong sợi quang thì nó vận quãng đường truyền khác nhau. Và thứ hai là trong cái sợi quang nó sẽ cái vận tốc của cái tia sáng nó không bằng nhau, thì cái thời gian truyền khác nhau, thì chung quy đó là thời gian truyền khác nhau. Như vậy thì người ta nghĩ cách làm sao để người ta chế tạo ra sợi quang mà nó có cái tán sắc này nó sẽ giảm. Thì từ cái ý tưởng đó người ta phải nghĩ ra cách hạn chế bằng cách người ta chế tạo ra hai cái loại sợi quang mà chúng ta được học sau này và được quy chuẩn đăng quang, được quy chuẩn trong cái được hai cái loại sợi quang mà được sử dụng phổ biến về sau này. Đó. Thứ nhất là sợi quang có chiết xuất giảm dần dưới y, và thứ hai là sợi quang single mode fiber. Như vậy thì cái sợi quang dưới y này nó có đặc điểm gì mà làm nó có thể giảm được cái tán sắc trong sợi quang? Thì chúng ta mở qua lại tiếp theo. Sợi quang dưới y là sợi quang có đặc điểm gì? Bữa trước có nói qua sợi quang dưới y ha. Sợi quang dưới y là sợi quang có chiết xuất lõi hình carbon, đúng không? Nó sẽ có các tia sáng truyền trong sợi quang, nó sẽ truyền theo hình cầu, đúng không? Là cầu ha, đó là sợi quang dưới y. Như vậy thì sợi quang dưới y được chế tạo ra để làm gì? Đúng không? Được qua quang truyền trong sợi quang nó có đường cong như vậy, cái chiết xuất lõi hình parabol như vậy thì để làm gì? Sao cho nó phức tạp vậy? Thì ý nghĩa của các tia sáng của cái sợi quang dây này nó nằm ở chiều là nó giảm tán sắc trong sợi quang. Giảm như thế nào? Các bạn nhìn trong cái slide này các bạn thấy. Nếu chúng ta dùng chế tạo một sợi quang dây mà sợi quang có chiết xuất lõi hình parabol này, tức là ở giữa nó sẽ có chiết xuất lớn và nó sẽ giảm dần qua phía ngoài hai biên, đúng không, thì nó sẽ đạt được cái gì? Người ta sẽ phân tích ha. Thì trong sợi quang này nó sẽ có ba tia sáng, thì rõ ràng cái tia số 1 này truyền thẳng thì nó sẽ quãng đường điện ngắn nhất, tia thứ hai nó sẽ truyền xa hơn, và tia thứ ba nó sẽ truyền quãng đường dài hơn nhất. Như vậy thì chúng ta có ba tia, thì ba tia sáng thì truyền đi quãng đường truyền khác nhau. Nhưng trong cái sợi quang dưới y này thì vận tốc truyền nó sẽ không bằng nhau, nó khác với sợi quang SI. Sợi quang SI là có vận tốc truyền bằng nhau, còn trong sợi quang truyền dưới y thì cái vận tốc truyền của tia sáng là không bằng nhau.
Làm sao không nhau? Tại sao không nhau? Thì nó dựa trên cái công thức hồi nãy tôi nói đó, vận tốc v bằng c chia cho n, đúng không? V bằng c chia n, n là chiết xuất của lõi sợi quang. Như vậy thì chiết xuất càng lớn thì cái vận tốc truyền càng chậm. Chiết xuất nhỏ thì bằng thì vận tốc truyền nhanh. V bằng c chia n mà vận tốc tỷ lệ nghịch với chiết xuất mà. Chiết xuất càng lớn thì cái vận tốc nó nhỏ. Chiết xuất càng nhỏ thì vận tốc nó càng lớn. Như vậy thì nhìn trong sợi quang này người ta thấy là các tia sáng mà nó ngay trục nó truyền thẳng nè, là nó sẽ có quãng đường ngắn nhất, nhưng cái vận tốc truyền nó cũng là chậm nhất, tại vì chiết xuất nó là lớn nhất. Còn các tia sáng màu đỏ, màu xanh, nó sẽ truyền quãng đường xa hơn, nhưng khi nó truyền đi ra ngoài cái lớp, cái phần trung tâm nè, nó đi ngoài cái phần trục nè, khi nó càng đi ra ngoài thì cái chiết xuất nó càng nhỏ, chiết xuất càng nhỏ thì vận tốc nó sẽ nhanh hơn. Thì cái việc vận tốc nhanh hơn nó sẽ bù lại cho quãng đường truyền chạy hơn, đúng không? Chứ vậy nó sẽ dẫn đến cái gì? Trong sợi quang thì nó vẫn có nhiều tia sáng, vẫn có nhiều bước sóng, các tia sáng vẫn truyền đi với quãng đường khác nhau, nhưng do cái vận tốc nó khác nhau nên thời gian truyền là như nhau, đúng không? Thời gian truyền trong của các tia sáng nó sẽ cái sự chênh lệch về thời gian truyền của các tia sáng trong sợi quang y nó được giảm sút rất là nhiều, giảm đi. Tại vì sao những tia nào mà truyền ngắn, ví dụ tia số 1 mà truyền ngắn thì nó sẽ truyền chậm, đúng không? Tia nào truyền xa hơn thì nó sẽ truyền nhanh hơn, bù trừ với nhau và dẫn đến là cái thời gian truyền nó, cái delta t nè, delta t này, yeah, delta t này là sẽ cái thời gian chênh lệch về thời gian truyền của tia sáng. Và nếu cái thời gian truyền nó nhỏ lại thì cái tán sắc, tức là xung nó giãn ra, nó sẽ nhỏ lại, tức là ảnh hưởng của tán sắc sẽ ít đi, ảnh hưởng của tán sắc nó sẽ nhỏ đi. Đó là cái lý do mà tại sao người ta chế tạo sợi quang có chiết xuất hình parabol là như vậy. Thì người ta cũng phải tính ha, người ta cũng phải tính như vậy thì cái chiết xuất trong lõi sợi quang nó bằng nhau thì nó phải hình dạng thế nào, nó hình tam giác hay là hình parabol, parabol là bậc 2 hay nó bậc 3, bậc 4 gì đó, đúng không? Cái hình dạng ở trong cái lõi sợi quang này phải như thế nào thì nó là lý tưởng nhất. Thì người ta tính toán, người ta thử nghiệm, cuối cùng người ta nói là cái chiết xuất là lõi của sợi quang hình parabol, tức là nó theo cái công thức này nè. Chiết xuất trong lõi sợi quang nó theo cái biểu thức là n 1 nhân 1 trừ gia delta là gia gì đó. Nó theo cái chiết xuất của trong lõi sợi quang này nó thay đổi theo cái biểu thức này thì cái sự chênh lệch về thời gian truyền của cái tia sáng là nhỏ nhất. Chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng không cần quan tâm tới cái công thức này, nhưng chúng ta phải hiểu bản chất tại sao nó sẽ chế tạo sợi quang có chiết xuất hình. Và cái hệ quả là gì? Kết quả là gì? Kết quả là sợi dây y nó sẽ có tán sắc mốt nhỏ hơn rất nhiều so với sợi quang SI. Dây và SI đều là đa mốt hết, đều có tán sắc mốt hết, nhưng cái tán sắc mốt của cái sợi quang SI, nó dây nó sẽ nhỏ hơn sợi quang SI rất là nhiều. Nhỏ hơn bao nhiêu? Chúng ta có thể nhìn trên cái công thức, đúng không? Công thức để xác định tán sắc mốt của sợi dây và SI. Chúng ta ghi nhận công thức ha. Tán sắc mốt của sợi SI thì bằng N1 chia C nhân delta, đúng không? N1 chia C nhân với delta bình phương chia cho 8. Trong đó delta là gì? Delta là độ trên là chiết xuất tương đối của cái sợi quang. Delta độ chiết xuất trên là chiết xuất tương đối của sợi quang. Thì chúng ta mở lại độ chiết xuất tương đối là gì? Độ trên là chiết xuất tương đối là gì đây?
ta học phẫu thuật số đó, hôm bữa trước học phẫu thuật số có độ chênh lệch kích thước tương đối nè. À, ta thấy cái góc cuối cùng ha, delta là n1 trừ n2 chia n1 là độ chênh lệch kích thước tương đối vuông vòng. Tức là chúng ta lấy n1 trừ n2, hai giá trị này rất là nhỏ, đúng không? Đúng không? N1 n2 là nhau rất là nhiều. Lấy hai giá trị n1 trừ n2 thì cái delta này nó sẽ rất là nhỏ. À, như vậy thì chúng ta nhìn cái công thức này nè, nó nhỏ bao nhiêu ha? À, ví dụ như ở đây chúng ta không có cái giá trị độ chiết xuất tương đối. Các bạn nhìn trên hình vẽ nè, độ chiết xuất tương đối của sợi quang bằng thủy tinh đi, nó sẽ có độ chiết xuất tương đối là 0,2% cho tới 1,3%. Có thể nói là 1% này cho nó dễ đúng không? Độ chiết xuất tương đối là delta của cái sợi quang bằng thủy tinh nè, thì có độ chiết xuất tương đối là từ 1 đến 0,2 chứ 1,3 tức là nó khoảng 1% đi. Thì chúng ta so sánh với hai công thức này thì cái công thức tán sắc mốt của sợi GI này nó sẽ khác với công suất của sợi SI này bằng một giá trị là delta chia cho 8. Chỗ này delta bình phương chia 8 mà, delta mà. Như vậy thì cái giá trị chiết xuất mốt của tán sắc mốt của sợi GI này nó sẽ khác với sợi SI là delta chia cho 8. Mà delta là 1%. Thấy chưa? 1% chia cho 8 chứ là 1/800. À, tính nhẩm đơn giản các bạn thấy cái giá trị đó đó. Như vậy thì tán sắc mốt của sợi GI nó nhỏ hơn 800 lần. 800 lần so với sợi SI. Được không? À thì nó sẽ giảm, nó giảm đi 800 lần tức là gì, nó giảm đi rất là nhiều đúng không ạ? Đúng không? Thì đó là cái ưu điểm của sợi quang GI so với sợi quang SI. À, vậy thì ưu điểm nó được thể hiện qua cái gì? À, biết là cái sợi SI là cái sợi được chế tạo đầu tiên. À, sợi SI là khi người ta nghĩ ra sợi quang là người ta chế tạo sợi quang có kích thước lõi không nổi. À, nhưng mà nó sẽ có những cái hạn chế, những cái hạn chế do suy hao, nhưng mà cái hạn chế lớn nhất đó là hạn chế quan trọng đó là sẽ tạo sắc mốt. Thì khi người ta mới chế tạo SI đó, thì nó sẽ khắc phục được cái hạn chế của sợi SI GI này, khắc phục hạn chế SI rất là nhiều. Và cái sợi quang SI này được chế tạo vào năm 1974. Sợi quang được SI ra đời nha, vào năm 1974, và người ta xác định cái sợi quang này có chuẩn ra ngoài nha. Chuẩn đó là R651, R651 ha, là sợi quang GI, là sợi quang có cái chiết xuất lõi giảm dần theo hình parabola. Tại sao nó phải ra cái chuẩn vậy, tại sao người ta sai nó? Nhắc quay lại là do nó có cái tán sắc rất là nhỏ so với sự tán sắc của sự SI. Ha, đó là cái đặc điểm của sợi SI ha. Đó là những cái câu hỏi ha. Đó là tôi nói nãy, tôi nói nhiều cái sợi SI để nói được ý nghĩa tại sao người ta phải chế tạo cái sợi quang có chiết xuất bằng parabol thì chất phức tạp vậy. Không? Tại vì đề thi nó sẽ có những câu hỏi tương tự như vậy. À, chúng ta định nghĩa là sợi quang GI là gì, sợi quang SI là gì? Tại sao sợi quang GI SI nó sẽ có GI nó ưu điểm hơn sợi quang SI? Đúng không? Chúng ta phải biết tích được cái ưu điểm đó ha. Rồi, tôi nói tiếp một cái nữa. Người ta muốn, mục đích cuối cùng là gì? Người ta muốn khắc phục cái hiện tượng tán sắc mốt này. Được chưa? À, thì cái cách đầu tiên, hồi nãy có nói cách đầu tiên. À, muốn cách nào để hạn chế cái tượng tán sắc mốt này? Thì cách đầu tiên là người ta chế tạo sợi quang. Sợi quang SCGI. Đúng không? Thì khi chế tạo sợi quang GI thì tán sắc nó có thể giảm, như hồi nãy tôi nói, 800 đến 1000 lần so với sợi SI. À, tuy nhiên, cho dù có giảm thì cái tán sắc này vẫn tồn tại. Cho dù các bạn giảm bằng chế tạo bằng cách nào thì cái sự chênh lệch về thời gian truyền của các tia sáng vẫn có. Chúng ta giảm nó nhỏ thôi nhưng nó vẫn có. Cái D mode này của sợi GI này vẫn là một cái con số
tức là nó sẽ khác không. Đúng, nó khác không tức là nó vẫn có, nó vẫn tồn tại. Bây giờ người ta suy nghĩ làm sao tôi chuyển luôn cái tánh sắc nó được luôn. Đúng không? Làm sao tôi có thể chuyển được cái tánh sắc nó được luôn. À, thì đó là lý tưởng nhất. Thì người ta đã suy nghĩ và người ta làm được chuyện đó. Người ta đã suy nghĩ để người ta làm được chuyện đó là tôi cách nào tôi chuyển cái tánh sắc nó được liền. À, thì người ta mới suy nghĩ ngồi cái ghế nào sẽ quang là sẽ quang đơn mốt, single mốt phải vậy. Sợi quang single mode fiber được chế tạo, được chính thức công nhận ha, được ra chuẩn vào năm 1983. À, trước đó người ta đã nghiên cứu rồi nhưng mà ra chuẩn vào năm 1983 tức là gì? 1974 tới 1983 là 9 năm sau, gần 10 năm sau người ta mới nghĩ ra cái sợi quang mới để khắc phục được. Chế tạo sợi quang mà nó bỏ luôn tâm sinh mốt này. À, thì nếu người ta chế tạo sợi quang đơn mốt là gì? Sợi quang đơn mốt là sợi quang chỉ truyền một tia sáng. Rồi, hồi nãy chúng ta nói cái nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc mốt là gì? Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc mốt là nó sẽ có nhiều tia sáng truyền từ sợi quang. Mỗi một tia sáng truyền đi với một quãng đường truyền khác nhau. Như vậy thì nếu tôi chế tạo sợi quang bây giờ chỉ có một tia sáng truyền sợi quang thôi thì sẽ không có cái chuyện anh truyền trước anh truyền sau, đúng không? Nếu ta chỉ truyền một tia sáng thôi, một bước sóng thôi, cái một tia sáng thôi, một mốt sóng thôi thì không có chuyện anh truyền trước anh truyền sau. Như vậy thì đâu có chênh lệch, hoặc không có chênh lệch thì tán sắc nó sẽ tán sắc mốt nó sẽ không có, không được. Thì đó là cái sợi quang mà người ta chế tạo là sợi quang single mode. Sợi quang single mode là gì? Sợi quang single mode là sợi quang chỉ truyền một mốt sóng trong sợi quang đó. Truyền một mốt sóng tức là truyền một tia sáng. Và nếu có truyền một tia sáng thì không có sự chênh lệch về đường truyền. Và không có sự chênh lệch đường truyền thì sẽ không có tầng sóng một. Đúng không? Và đây là cái hình vẽ biểu diễn ba cái loại sợi quang mà chúng ta đã nói tới. Đầu tiên là sợi SI. À, tiếp theo đó là sợi dây y và cuối cùng là sợi đơn mốt. À, thì làm sao tôi có thể truyền chỉ có một tia sáng trong sợi quang, đúng không? Thì ý tưởng ha, từ cái suy nghĩ logic của ta, làm sao tôi có thể truyền một tia sáng trong sợi quang thôi, trong khi đó ánh sáng nó truyền có chùm tia sáng vào, nhưng mà làm sao tôi lọc hết chứ chỉ cho một tia sáng vào trong sợi quang thôi, thì nó sẽ thực hiện nó bằng hai cách. Cách thứ nhất là gì? Cho kích thước lỗi sợi quang nhỏ ra, đúng không? Tôi cho cái kích thước lỗi, tôi nhìn hình cho nè, cái sợi quang đa mốt nè, sợi quang SI nè có kích thước lỗi lớn nè, được chưa? Bây giờ nếu tôi kích thước lỗi lớn tức là có nhiều tia có thể đi vào trong sợi quang đó, đúng không? Có nhiều tia đi vào trong sợi quang đó. Khi có nhiều tia đi vào trong sợi quang đó thì nó sẽ gây tăng sắc mốt. Bây giờ tôi chế tạo sợi quang, tôi cho kích thước lõi nó nhỏ lại. À, kích thước lõi của sợi quang nó sẽ nhỏ lại. Và khi kích thước lõi của sợi quang nó nhỏ lại thì nhỏ tới lúc nào chỉ có một tia lọc thôi, đúng không? Nó sẽ cho kích thước nhỏ lại để làm sao chỉ có một tia sáng để có thể truyền đi trong sợi quang thôi. Còn những tia sáng còn lại nó sẽ là bỏ đi. À, như vậy thì nó dẫn đến là gì? À, sợi quang đơn mốt là sợi quang có kích thước lõi nhỏ hơn sợi quang đa mốt rất là nhiều. À, hình vẽ em đã thấy đúng không? À, sợi quang đa mốt, sợi quang đơn mốt và đa mốt nó đều có đường kính lớp mọc là bằng nhau, nhưng đường kính lõi nó sẽ nhỏ hơn. Rồi. Cái cách thứ hai là để có một tia sáng vào trong sợi quang, thì cái cách thứ nhất là nó cho lõi nhỏ, cái thứ hai nó làm đồng thời ha, cái việc này đồng thời, tức là nó giảm khẩu độ số lại. Thì khẩu độ số là gì? Khẩu độ số là góc mở, đúng không? Góc mở để cho phép cái sợi quang đi vào trong sợi quang, tia sáng ánh sáng đi vào trong sợi quang lớn. Vì vậy nếu cái góc mở mà lớn thì ánh sáng nó đi vào trong sợi quang nhiều. Bây giờ nếu ta chế tạo sợi quang mà cái góc mở nó hẹp lại, thay vì nó rộng như vậy thì bây giờ nó góc mở nó hẹp lại. Khi góc mở hẹp lại thì chỉ có một tia thôi,
góc mở nó càng hẹp để chiếu cuối cùng chỉ có một tia sáng để lọt vào sợi quang. Như vậy thì người ta chế tạo sợi quang này nó sẽ có hai cái việc làm song song. Một là lõi sợi quang nhỏ, thứ hai là khẩu độ số sợi quang nhỏ. Khẩu độ số cho cái góc nó rất là hẹp, một tia sáng đi qua thôi. Đó. Như vậy khẩu độ số nhỏ thì cái gì nhỏ? Thì chúng ta quay lại cái công thức tính của khẩu độ số. Khẩu độ số thì bằng căn 1 bình phương trừ n bằng n1 nhân căn của 2 lần delta này. Như vậy thì muốn cho khẩu độ số nhỏ thì n1 và n2 nó phải rất là gần gần nhau. Đúng không? Muốn cho hai này nhỏ thì n1 2 phải rất là gần nhau. À, hoặc là cái delta t, cái delta này chúng ta là bằng n1 trừ n2 nè. Delta này phải rất là nhỏ, hai cái n này, cái delta này nhỏ thì cái khẩu độ số nó sẽ nhỏ. Như vậy thì chúng ta nhìn trên cái hình, nhìn trên cái cấu trúc của sợi quang đơn mốt này, các bạn sẽ thấy có hai cái đặc điểm. Một là đường kính lõi nhỏ, thứ hai là cái chiết xuất lõi này. Chiết xuất lõi trong sợi quang đa mốt đơn mốt nó n1 nè, nó vẫn lớn hơn n2, nhưng cái sự lớn này nó chênh lệch rất là ít. Còn cái sợi quang đơn mốt, sợi quang g, sợi si, các bạn thấy là cái sự chênh lệch chiết xuất này nó sẽ lớn nha, chiết xuất sẽ lớn. Còn chiết xuất chênh lệch chiết xuất của cái sợi quang đơn mốt này chênh lệch nhỏ. Thành ra đó là với cái cấu tạo của sợi quang đơn mốt thì nó có hai đặc điểm ha, họ nhắc lại có hai đặc điểm. Một là kích thước lõi nhỏ, hai là cái độ chênh lệch chiết xuất lõi nhỏ. Thì với hai cái điều kiện đó nó kết hợp với nhau thì nó dẫn đến là cái sợi quang chúng ta chỉ chịu một tia sáng của sợi quang đó. Mà nếu có một tia sáng sợi quang thôi thì sẽ không có sự chênh lệch đường truyền của các cái tia sáng, như vậy nó sẽ không có tăng sắc mốt. Tức là sợi quang đơn mốt, trong sợi quang đơn mốt thì tán sắc mốt nó sẽ bằng hoặc không. Thấy chưa? Đó là cái đặc điểm của sợi quang đơn mốt ha. Sợi quang đơn mốt là sợi quang chỉ có một tia sáng trên sợi quang thôi, và nó sẽ trong sợi quang đơn mốt là không có. Rồi, nãy giờ tôi nói nó. Dùng cái slide này, tôi mượn cái slide này để tôi nói về cái hiện tượng tán sắc mốt. Và tại sao người ta chế tạo sợi quang GI? Tại sao người ta phải chế tạo sợi quang đơn mốt? Và chế tạo bằng cách nào? Đúng không? Tại sao nó lại có những đặc điểm là chiết xuất lõi hình parabol? Tại sao là kích thước lõi của sợi quang đơn mốt nó lại nhỏ như vậy? Đó là cái vì mục đích là gì? Mục đích là loại bỏ đi tán sắc mốt đi, loại bỏ, đúng không? Rồi nãy giờ nói vậy có hiểu không? Mắc nhau không? Các bạn có câu hỏi gì không? Nãy giờ chúng ta mất hơn nửa tiếng hồ nói mà nó bị rớt mạng ha. Rồi. Nãy giờ nói về tán sắc mốt chúng ta có nắm được không? Có câu hỏi gì phần này không? Trước khi chúng ta nghỉ. Rồi không có gì, tôi nói tóm lại chút xíu rồi chúng ta nghỉ ha. Tức là hôm nay tôi sẽ dừng ở chỗ nói về tán sắc mốt thôi. Rồi sau tôi sẽ nói tiếp về cái phần tán sắc, ảnh hưởng của tán sắc như thế nào. Và tôi sẽ dùng cái phần mềm Optic System để tôi mô phỏng, tôi biểu diễn cái quá trình tán sắc đó ha. Nhưng mà tôi sẽ không làm, mà tôi sẽ nhờ các bạn trong nhóm chúng ta làm. Thì bữa giờ chúng ta sẽ đã có nhóm nhiều tiền nhóm 4, nhóm 2, nhóm 3, 2, 3, 4 đã chúng ta sẽ trình bày rồi. Đúng không? Tôi đã hỏi rồi, bây giờ còn nhóm 1, nhóm 5, nhóm 6. Thì cái buổi thứ 3 tuần sau nha. Sáng thứ 3 tuần sau thì tôi sẽ nói tiếp cái phần
quan sát này. Thì lúc đó tôi sẽ gọi một trong ba nhóm, một, năm, sáu, biểu diễn tôi cái ảnh hưởng của tán sắc thì nó truyền qua sợi quan như thế nào. Các bạn phải dùng optic system để cho tôi thấy được khi ánh sáng truyền qua sợi quan thì xung nó sẽ giãn rộng ra như thế nào, xung nó sẽ bị nới rộng như thế nào, và nó sẽ gây sự chồng lấp các bit như thế nào. Và chúng ta dùng phần mềm optic system để chúng ta quan sát cái sự thay đổi đó, hơn là chúng ta chỉ vẽ, đúng không, chúng ta nói miệng thôi. Bây giờ chúng ta dùng phần mềm để thấy được cái ảnh hưởng nó sẽ ra như thế nào. Được chưa? Nhóm 1, 5, 6 ha, chuẩn bị nha. Bữa đó thì hên xui ha. Tôi nói ngày đẹp trời thuộc nhóm nào thì tôi gọi nhóm đó nha. 6 thầy. Hả? 6 hả? Không biết rồi. Tới thứ 3 sao tính nha. Tôi coi ngày thứ 6, bữa đó là thứ mấy nha. Bữa đó ngày gì, hạp với nhóm nào ha. Thôi nói vui thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị phần đó ha. Và tôi hy vọng là dùng cái phần mềm optic system để các bạn sẽ hiểu rõ về tán sắc nó rõ hơn. Ta hiểu thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Rồi có câu hỏi gì khác không? Nay quá giờ rồi, 5 giờ mấy rồi. Các bạn có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc gì thì chúng ta nghỉ ha, chúng ta dừng ha. Ok, rồi, chào các bạn nha. Rồi chào tụi em nha. Ok, bye bye cả nhà. Optic system nhé. Sang gắn nhé. Và đây là đầu tiên nó sang. Tại sao vậy? Hả? Tại sao đây là đầu tiên? Tại vì á. Chẳng xíu.